Rõ ràng là em thấy là Gap và Vinamilk hiện tại thì không có đóng vai trò. Cái nhiệm vụ của hai thằng này chưa thấy thể hiện. Vì hai thằng này chưa thể hiện cái vai trò nên là thị trường chưa giảm ngay được. Anh chị cứ thắt dây lưng an toàn đấy ạ. Ngồi chắc cho nó lắc. Em khẳng định luôn. Hai cổ phiếu này chưa đóng vai trò gì cả. 132.7 là gần như là Vinamilk quay xuống đón khách ấy ạ. Đoàn tàu Vinamilk sẽ đón khách tại 132.5 tại ga Hồ Chí Minh ạ. Nó sẽ giữ vai trò. Xin mọi người làm cái thủ tục hành chính giúp em cái ạ, là hôm nay em xin mọi người đúng 50 chia sẻ nhá. Em xin 50 chia sẻ, cứ một chia sẻ mới thì em sẽ nhận định chi tiết về một cổ phiếu. Dạ, cho em đủ 50 chia sẻ trong cái video này. Thị trường này không có giảm ngay được ạ, bởi vì Vinamilk và GAT chưa đóng vai trò dẫn dắt thị trường. GAT thì đang ở vùng giá thấp, ngày hôm qua giá dầu tăng thì cổ phiếu GAT không tăng do áp lực của ESOP. Vinamilk thì gần như là bị áp lực bán ra của khối ngoại. Vinamilk hôm nay khối ngoại bán 162.000, mua 224.000, vẫn mua dòng nhưng mà vẫn bị áp lực bán ra theo kiểu là ép giá. Nên hai cổ phiếu này không đóng vai trò. Hai nữa là cổ phiếu to thứ hai là Sabico anh chị. Sabico rõ ràng là 209 là điểm hỗ trợ Qzone 26 phiên của nó. Nên là nó cứ hướng tăng thôi nên thị trường giảm không rất khó để có thể giảm. Anh chị chia sẻ rồi em đi ạ. Hôm nay cho em xin 50 chia sẻ ạ. Tất cả những cái các bạn đang hỏi em á, chút xíu em trả lời sau nhá. Được không cả nhà? Cho em đủ 50 chia sẻ và ok. Cái lúc thị trường giảm hồi nãy lúc 2 điểm cổ phiếu nào mạnh nó sẽ trồi lên. Anh chị để ý kỹ, cổ phiếu nào mạnh nó sẽ trồi lên. Em thấy nó trồi lên những cổ phiếu này này. C2 là 1, Công Thương là 2, Hoàng Anh Gia Lai là 3, Hòa Phát là 4, Hoa Sen là 5, STB là 6, Sabico là 7, Vinasin là 8, BIDV là 9, 3con A là 10, FPT 11, HNG 12. Anh chị nhìn thấy những con nào nó trồi lên á thì là nó đang có dấu hiệu của cổ phiếu mạnh. Thị trường giảm mà cổ phiếu nào trồi lên là mạnh. Vinamilk rõ ràng là nó quay lại, nó đón hành khách, tức là nó tạm dừng đón hành khách ở 132.7.8 gì đấy ạ. Đoàn tàu Vinamilk sẽ bắt đầu khởi hành tại ga thành phố Hồ Chí Minh nhá. Trong ít phiên tới thôi à, em nghĩ là trong ít phiên tới thôi. GAT cũng vậy luôn. Cổ phiếu dầu khí mà gọi là bất động trước giá dầu á, giá dầu tăng mà nó có tăng quái gì đâu. Hôm qua giá dầu tăng thì nó không tăng, hôm nay giá dầu giảm nó không giảm. Nó đang bất động á, nó bất động bởi vì cái đống ESOP á. Chắc là trong hai phiên tới thôi, thứ tư, thứ năm là hết cái đống ESOP. Anh chị vui lòng là chia sẻ giùm em đi ạ, chia sẻ giùm em 50 cái chia sẻ thì cứ mỗi một cái chia sẻ em sẽ bình luận về một cổ phiếu. Đủ 50 cái chia sẻ thì em sẽ làm từ giờ đến hết giờ luôn. Mạng có phần hơi yếu nhưng không sao, em cũng làm được. Em tắt bớt cái Sky đi nhá. Ở Sky nó đang tập cập nhật quá nhiều thứ nên là nó mạng nó yếu. Em tắt Sky rồi đấy ạ. Dấu hiệu của điểm mua GAT, điểm mua Vinamilk á. Vinamilk nó giống y hệt là Hòa Phát ngày hôm qua. Hôm nay thanh khoản của nó thấp. Thanh khoản thấp, giá giảm, múc đi. Không chết được đâu mà lo. Những cổ phiếu hôm nay thì có một cổ phiếu tạo đỉnh, đó là Hòa Bình. Hòa Bình tạo đỉnh xong rồi anh chị. Hòa Bình tạo đỉnh xong rồi ạ. Nói chung là nó sẽ tạo đỉnh, có thể nó sẽ tạo đỉnh 2 nhưng mà tạo đỉnh 1 của nó là đã vừa tạo xong á. Xác suất nó sẽ tạo đỉnh 2. Vietcombank, BIDV và Công Thương sẽ hỗ trợ thị trường trong 3 phiên tới.
chưa chết ngay được đâu. Nói chung thị trường này còn phải tạo đỉnh hai. Dạ. Các cổ phiếu như là PVF, PVD thì hôm qua chốt dại giao dịch với khối lượng lớn nên là trong 3 phiên tới không thể giảm được. Khó giảm, nói chung khó giảm. Cái này có người nhà tạo lập á anh chị. Ba con A là một này, PVD, PVS là có nhà tạo lập. Có nhà tạo lập. Có nhà tạo lập thì khi mà khối lượng khớp lệnh theo kiểu của nhà tạo lập thì khó, rất là khó giảm. PVD, PVS khó giảm lắm. PVS nó xanh lại bây giờ á, nó đã có nhà tạo lập thì không giảm được. Ba con A cũng có nhà tạo lập luôn. Hòa Bình thì rõ ràng có nhà tạo lập rồi. Có nhà tạo lập. Anh cứ yên tâm đi ạ, Hòa Phát sẽ tăng mạnh nhất. Bởi vì em thấy nó trồi lên á. Yên tâm cái vụ đó. PVD xanh lại rồi, PVS nữa, còn PVS nữa. Nói chung là cá nhân em đánh giá thì thị trường không giảm cái cách dễ dàng như vậy đâu ạ. Khó không không như thế dễ dàng quá. Chưa lên đến đỉnh núi mà đòi rớt xuống thì nó chỉ bị thương thôi. Để nó phải lên hẳn đỉnh núi rớt xuống thì mới nhiều thằng mới gãy xương ạ. Em đùa đấy ạ, em đùa thôi. Nhưng mà thực tế nó là như vậy á. Nó phải kéo thẳng lên 720, rớt xuống 680 thì nhiều thằng nó mới bị khôn bằng zin. Chứ ở đây rớt xuống thì nhẹ nhàng với lại nhiều đồng chí quá. Không, thị trường nó ma giáo lắm, nó quái dị và nó mất dạy lắm ạ. Nó phải thế, nó thế nó mới giết được nhiều người. Nói chung là nhiều người mới tan cửa nát nhà vì cái thị trường này. Anh chị em yên tâm đi, Vinamilk và GAT sẽ hỗ trợ thị trường trong 3 phiên tới. Nên anh chị nếu mà muốn nó cứ giải ngân thoải mái. Công Thương thì hôm nay có thằng Tây nào đấy, nó múc kinh quá, nó múc 800 ngàn rồi các bác ạ. Khớp lệnh 2 triệu phiếu mà Tây nó chơi 833 ngàn. Công Thương khá là mạnh. Nói chung là lực cầu đến từ khối ngoại. Công Thương BIDV cũng là một điểm mua tốt. Anh chị lưu tâm là BIDV được gỡ. Thực ra mà nói anh chị không để ý một cái câu chuyện đó là Hoàng Anh Gia Lai được gỡ cục trái phiếu. Thì đồng nghĩa việc đó là cũng là cái nút thắt của BIDV với cái việc nợ của Hoàng Anh Gia Lai. Vì vậy nên là BIDV không tăng thì nó hơi phí. Bởi vì HNG và HAG tăng, bản chất hai thằng đấy lỗ sặc máu vẫn tăng. Nhưng mà tại sao BIDV không tăng? Anh chị coi, em nhận định không sai đâu. 2 triệu 8 cổ phiếu này đố phải là nhỏ lẻ đấy. Toàn là nhà đầu tư lớn mua không à. Có thể khi em nói công khai này á, ngắn hạn thì nó sẽ giảm, nó lại ác ôn như thế. Nhưng mà khổ nổi là em nhìn thấy luôn, 2 triệu 8 cổ phiếu này không phải không thể là nhỏ lẻ được. Cái nút thắt quan trọng nhất anh chị không để ý ở BIDV đó là nút thắt của HNG và HAG. HAG 12 ngàn mấy mấy ngàn tỷ kia vừa gỡ xong nút thắt. Anh chị làm thủ tục hành chính giùm em cái đi à, chia sẻ đi ạ. À. Mới 50 chia sẻ cơ mà. Nó chỉ dìm banh thôi, nó dìm banh, dìm làm sao được, khó dìm nữa. Anh chị yên tâm đi, không dìm được banh đâu, banh đã điều chỉnh trong ngắn hạn là cơ bản là ổn rồi. Nhìn cái cách nó mua Công Thương thì nhìn thấy luôn. Chúng em không nhận định theo ý thức chủ quan mà em nhìn theo thị trường. Chung là ai nói gì thì nói, không quan tâm, quan tâm thị trường thôi. Quan tâm thị trường nó là cái thứ mà không thể giấu được. Tiền nó vào, nó không phải là thừa tiền mà nó vào. Tiền vào ở đâu thì chỗ đó là có dòng tiền tới. Còn ai người ta nói chẳng qua là cảm tính thôi. Còn cái mà nhìn thấy là ở trên thị trường ấy. Cầu ở trên thị trường ấy, anh chị. Em nói nhỏ chút xíu, không có là người ta nghe hết đây. PVD, PVS. Khả năng cao cuối phiên vẫn xanh với việc là Vinamilk kéo ngược lại tham chiếu, GAT tăng xanh, thị trường vẫn xanh. Công Thương, BIDV, Vietcombank mà xanh thì thị trường sẽ vẫn xanh. Không thể dừng như một cách đơn giản như thế được. Dừng như thế này thì quá dễ đối với nhiều người. Mạng anh chị có nghe thấy không ạ? Mạng yếu không? 17 chia sẻ hả? Chưa đủ, 50 chia sẻ cơ. Báo Việt, Vincom. Vincom mới chỉ có tín hiệu đầu tiên của câu chuyện tăng giá thôi. Nhưng Vincom có một cái đặc điểm là nó rất trì. Ở vùng 40-45 nó trì lắm, nó không chịu qua. Em dự báo là FPT sẽ sang một trang mới vào năm 2017. Anh chị để ý thêm nha. Hôm nay em nói một cái chuyên đề mới. Đó là chuyên đề về các cổ phiếu ngành hạ tầng, bao gồm C2, HUT, CTI và HTI. Đây là những cổ phiếu anh chị đáng quan tâm. Em thường dự báo trước 3 tuần. Dự báo trước từ 2 tới 3 tuần. Năm 2017 sẽ là năm đầu tư hạ tầng mạnh nhất từ trước tới nay.
Vì vậy, những cổ phiếu ngành hạ tầng bao gồm cổ phiếu C2, cổ phiếu HUT là cổ phiếu Taco, cổ phiếu HTI, cổ phiếu CTI là những cổ phiếu mà có những cái trạm thu phí ổn định nhất hiện nay. Cộng với việc là cái kinh nghiệm trong việc xây dựng hạ tầng, thì năm này là năm mà đổ tiền vào hạ tầng, nên là khả năng là những năm là trong năm 2017 này thì cổ phiếu ngành hạ tầng sẽ tạo nên những cái gọi, nó không phải là cổ phiếu dẫn sóng nhưng nó tạo nên những câu chuyện tích cực. Anh chị cứ để ý trước giùm em, đưa lên bảng điện để ý đi ạ. Chưa vội mua, có khối lượng đang mua thế thì khỏi phải chờ. Ok, có 17 lượt chia sẻ rồi, có 17 lượt chia sẻ rồi. Vinamilk thì cái câu chuyện là chờ đi, anh chị ngồi cộng dùm cho em đủ cái khối lượng của anh FNN á, nó mua xong đi, nó đang mua nên nó không muốn cho lên, bởi vì đơn giản đó là cái nguồn thông tin đáng tin cậy là nó không mua trên 135, nên nó chỉ quanh quanh ở 133 đến 135 để nó mua, rồi nó mua đủ xong thì thằng FNN nó mua là nó lấy khối lượng, nó không bán ra. Là ok ạ. Sabico thì hay Sabico đúng rồi đấy, có anh bạn hàng xóm anh đang nói Sabico chuẩn luôn á. Không phải đâu, nhìn trên biểu đồ kỹ thuật đó, Sabico á, Sabico là 209 là hỗ trợ kháng cự kiểu của cái này em đã nói từ ngày hôm qua mà SAB là cổ phiếu mà sẽ hỗ trợ thị trường, bởi vì SAB đóng trọng số khá là cao. Theo Ichimoku thì là 209 là cái điểm mà ngừng giảm của Sabico. Nếu anh chị mà không thích Sabico thì bia Sài Gòn Bình Tây á, WSB á, con đó là bia của sự thịnh vượng á, con đó cũng được. WSB á, mua là thịnh vượng, bởi vì nó có một nhịp điều chỉnh khá là tích cực trong cái giai đoạn dài luôn á. WSB anh chị cũng chơi được nếu thích ngành bia. Anh chị nào thích uống bia thì nên uống bia Sài Gòn hoặc là bia Bình Tây, bia Sài Gòn Bình Tây 853, bởi vì vừa rồi nó giảm từ 92 về 53, anh chị thấy thơm không? Thơm, quá thơm, em thấy thơm. Hết tiền rồi nên biết làm nào cả, thị trường không có vấn đề gì phải xoắn hết, cứ ngồi im cho nó lắc. Nó làm sao mà lắc được. Cái kiểu biểu đồ của Hòa Phát mà hôm nay mà không tăng hơi phí. C2 cũng vậy luôn, công thương nữa. Hoàng Anh nhận lại, tuần sau là điểm, tuần sau cái khí, ngày mai C2 tăng mạnh luôn á. Anh chị có ý kiến gì nữa không ạ? À? Em thì cái giọng nó hơi to từ nhỏ, bởi vì em hát karaoke á, em chấp luôn là bọn nó cầm mic mà, nên là thành thử ra là giọng nó hơi lớn, anh chị thông cảm tí, em nói nhỏ lại tí. Lúc em hát karaoke á là thua em luôn, em ngồi hát một mình không cần mic luôn. Dạ video bị nó bị gián đoạn rồi. Anh chị chia sẻ. Anh chị chia sẻ cho em đủ 50 video thì ngày mai em trực tiếp tiếp, còn nếu mà không đủ em nản quá không trực tiếp nữa đâu. Wow. 17 chia sẻ rồi, em sẽ chia sẻ trên nhóm câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, với lại chia sẻ trên chứng khoán lướt sóng. Bên cái trang này họ cũng có vẻ ủng hộ em lắm, mỗi lần chia sẻ bên đó có tới tận 30-40 cái like rồi. Chung là em bị nghiền like á anh chị, em bị nghiền cái like á. Mày giống như nghiền showbiz vậy. Dạ. Đúng là nó bị nghiền like anh chị ạ. Nghiền like với lại nghiền chia sẻ. Nhưng mà đùa tí cho nó vui đỡ căng thẳng anh chị ơi. Đấy, thì giờ chúng lắc xong rồi đấy. Xong rồi, trách nhiệm của nói chung Vinamilk nó chưa, Vinamilk chưa. Vinamilk chưa, nó còn phải đón hành khách, bởi vì hành khách chưa lên hết, hành khách chưa lên tàu hết nên nó còn đang phải đón. Nó đón thằng FNN là cái hành khách VIP, nó đang chờ đón hết hành khách VIP đã. Hành khách VIP còn chưa lên tàu hết, số lượng hành khách FNN chưa hết nên nó vẫn đang đậu ở ga Sài Gòn, chưa chạy, chưa chuyển bánh. Nếu em không nhầm thì Vinamilk sẽ chuyển bánh vào một ngày không xa gần đây. Còn tàu Vinamilk sẽ chuyển bánh vào ngày nào để em xem lại xem. Dùng cái kỹ năng phân tích Ichimoku ngu của em xem nào. Đoàn tàu Vinamilk sẽ chuyển bánh vào ngày 16 tháng 2 á. Khoảng 16 tháng 2 á. Đoàn tàu Vinamilk sẽ chuyển bánh vào ngày 16 tháng 2.
Vui vui em nói thế này, cây mai nó chuyển bánh luôn đấy. Thôi nhưng không sao. Nói chung Vinamilk thì không gấp, không gấp. Bởi vì tốc độ tăng của nó cũng không nhanh, nó ưa cho những người an toàn. Hòa Bình nó tạo đỉnh ngắn hạn, có thể nó sẽ tạo hai đỉnh, có thể Hòa Bình nó sẽ tạo hai đỉnh với cái lực cầu của như thế này thì nó có thể nó sẽ tạo hai đỉnh. Đỉnh đầu tiên của nó tạo lập đầu tiên vào ngày hôm qua đó, chính xác là 39.8 cho là 40 luôn đi. Đỉnh thứ hai khả năng cao nó tạo cũng ở vùng 40-41 đó, nó sẽ tạo đỉnh hai cho anh chị coi. Cái cầu của nó kinh lắm, cầu của nó ghê lắm. Nói chung nhà tạo lập của Hòa Bình em phải thán phục. Anh nào mà đang là nhà tạo lập của Hòa Bình có nghe video của em thì em xin được thán phục các anh chị. Đánh kinh, đánh đúng tạo lập, đó mới là nhà tạo lập. Không có đánh lởm như là Biên Hòa. Không có tạo lập kiểu lởm lởm như Biên Hòa với lại SBT với lại mấy cái tạo lập đó lởm lắm. Ga lình xình, ga thì nó sẽ là nhà, nó sẽ là dẫn dắt thị trường trong vài phiên tới. Thật mà em nói thiệt mà, bởi vì trong phiên thứ tư và phiên thứ năm là hết cái cục ESOP, hết cái áp lực ESOP thì ga sẽ là dẫn dắt thị trường, không sai đâu ạ. Ga và Vinamilk sẽ dẫn dắt thị trường trong vài phiên tới, kết hợp với đó là Sabico và hai cổ phiếu ngành ngân hàng đang được chú ý khá là chú ý đó, nước ngoài nó đang chú ý, đó là Công Thương và BIDV, kết hợp một chút với Vietcombank thôi. BIDV thì anh chị phải cái nỗi lo lớn nhất của nó về nợ xấu của Hoàng Anh Online vừa rồi á, nó là cái cục trái phiếu á, thì được gia hạn xong rồi đúng không, cả nhà thấy có đúng cái vụ đó không, xong rồi, nên là nó không tăng thì nó hơi phí thật tại thế. 2.9 này á, đố hôm nay có ai mà em hỏi nha, bây giờ 124 người đang xem em này, hỏi hôm nay có ai mua BIDV không, anh chị có ai mua không, nhắn tin giùm dưới em thế nào. Em nghĩ là rất ít người mua. Vậy 2.9 này ai mua? Em đoán không nhầm là cái đám mà thoái Vinamilk á, thoái Vinamilk cho FNN á, cái đám đó lấy tiền ra mua hai cổ phiếu ngân hàng là Công Thương với BIDV. Bởi vì có một cái thứ này nữa này, chia sẻ với anh chị vui về cái câu chuyện mà ngành ngân hàng á, thì trong một cái nền kinh tế mà đang trong cái giai đoạn xây dựng á, thì ngành mà quan trọng nhất là ngành ngân hàng. Bởi vì có ngân hàng có phát triển mạnh mẽ thì mới có dòng tiền thì mới hỗ trợ các ngành khác phát triển được. Thì trong cái giai đoạn này là đang tái cấu trúc, gọi là cấp tập luôn. Thủ tướng Phúc là đưa ra cái thông điệp này rất là rõ ràng. Thứ hai nữa là cái câu chuyện của ngành ngân hàng là cái câu chuyện mà nói chung là thôi lúc khác nói chi tiết về ngân hàng đi, nhưng mà nói công khai thế này em cũng sợ bị công an bắt. Nhưng mà nói chung về cơ bản là dòng tiền lớn đang đổ vào BIDV và Công Thương khá lớn luôn, khá mạnh luôn, mạnh khá mạnh đấy. Hôm nay nếu mà anh chị nào muốn giải ngân á, thì giải ngân C2 cho em, nó chưa tăng nhiều, nó tăng chút xíu à, lai hay lai à, còn nó an toàn. Cái đầu tiên là cái an toàn trước đã. Mà đặc điểm của C2 á, là em nói với anh chị một cái đặc điểm của C2 này, khi nào thị trường mà đỏ loẹt á, tức là quay đầu giảm điểm á, nó tăng. Cái cách của C2 giao dịch là như vậy. Khi nào thị trường mà đỏ điểm, đỏ thật đỏ luôn, thật là đỏ, đỏ rực rỡ luôn, thì anh ta một mình, anh ta một chợ. Nên là anh chị nếu muốn mà nhỏ, bởi vì thực ra là em mình thì mỗi người ngàn thôi. Nhưng con đó nó có kiểu như vậy. Cái cách nó như vậy. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cổ phiếu Kinh Bắc á, nó cũng giao dịch giống C2. Và đặc điểm thứ ba nữa đó là mấy cái con cổ phiếu như là Sabico với lại ACV với lại Đường Quảng Ngãi rồi Hàng Không Việt Nam á, mấy cái dòng đó là nó đi cháy, gọi là cháy khoái lắm. Nó đi khác thị trường luôn, nó đi đưa hướng khác. Ngành dược cũng vậy, ngành dược cũng có cái đặc điểm như vậy. Anh chị có để ý cái con bất động sản Sacom Real không? Con đó cũng hay lắm anh chị. Sacom Real á, chưa bao giờ nó vượt giá 12, nhưng chẳng bao giờ nó cũng không bao giờ đi xa quá giá 7.8 hoặc 8 đâu. Nó luẩn quẩn ở đó không à. Con này làm ăn đàng hoàng, nhưng mà em thấy chả biết giá lỗ thế nào, nó cứ ảo diệu thế nào ấy. Ok,
Thị trường đang có dấu hiệu ổn lại rồi anh chị, yên tâm đi ạ. Không có vấn đề gì đâu, thị trường sẽ tăng lại thôi. Hôm nay á, hiện tại đang giảm chủ yếu là về do Vinamilk là 1 này, Bảo Việt là 2 này. Bảo Việt nó giảm 1.2 là 2 này, Masan thì giảm 0.35 là 3 này. Vietcombank giảm 0.2 là 4 này. Cotecom với Thế Giới Di Động là nó giảm nữa là 5.6. Vậy thì toàn những cổ phiếu lớn giảm, thì vậy thì có gì đâu mà phải sợ. Múc mạnh cô Tech Công à, nhầm cô CTG hả? Đúng rồi, chuẩn. Có một cậu bạn vừa nhắn cho em là múc mạnh cái con gì ấy. Dạ ok ạ. Không biết tại sao lại nhắn là múc mạnh tuần này nhỉ? CTG vào rồi. Alo. Thưa với anh chị là mấy anh chị mà trong nhóm MTQ á, Mặt trận Tổ quốc á, ấy quên Mạnh Thường Quân á, không phải Mặt trận Tổ quốc đâu, Mạnh Thường Quân á, MTQ á, thì hồi hàng sáng em cứ gửi các video vào lúc 8 giờ á, anh chị vui lòng là 8 giờ thì check mail để mà xem video, bởi vì các video của em sẽ buổi sáng á, nó không có ý nghĩa về mặt định hướng này giao dịch, nhưng nó có ý nghĩa về mặt tham khảo thị trường, gần như là đọc báo thay bạn. Em là cái máy đọc báo thay cho anh chị ạ. Anh chị cứ kiểm tra đi ạ, nó tính tốt lắm ạ. À, vào buổi sáng á, buổi sáng sớm, vào buổi sáng sớm á, thì sẽ nhận. Thì ngày mai là 15 tháng 2 á, em sẽ bắt đầu đưa cái đăng ký để mà tham gia nhóm tháng 3. Tức là nhóm tháng 3 sẽ đăng ký vào ngày 15 tháng trước. Ngày mai em link đăng ký nhóm cho anh chị, đăng ký nhóm tháng 3 và đóng phí nhóm tháng 3. Anh chị muốn họp mặt mà muốn gặp gọi là chuyên gia nào á, thì nhắn ở dưới tên chuyên gia để em mời cho. Em mời được á. Anh chị cứ nhắn ở dưới này nè, muốn mời chuyên gia nào tham gia họp nhóm với mình nhá. Anh chị nhắn dưới em mời cho. Em mời cái nhóm đấy cho. Thậm chí không mời những người mà đo giao dịch thành công thôi, chứ còn mời mấy cái người mà gọi là về chuyên gia về mặt giáo dục đó, thì em không có nhu cầu. Bản thân em không có nhu cầu và các anh chị cũng không có nhu cầu với những chuyên gia đó luôn. Bởi vì họ là giáo dục thì họ tham gia cái mảng giáo dục của họ thôi, còn mình là mời những người mà giao dịch mà thành công trên thị trường ấy anh chị. Thì bắt đầu từ ngày 15 là em bắt đầu thu phí của tháng 3. Và em sẽ đóng thu phí khi em sẽ có mail báo phí cho anh chị. Alo. À, tôi với anh chị là cho em xin đủ 50 chia sẻ đi ạ. Bởi vì mỗi cái chia sẻ của anh chị nó không đáng tiền, nhưng đối với em thì sẽ nhiều người biết tới. Nhiều người biết tới thì nhiều người nghe em nói hơn, nhiều người nhận được những cái chia sẻ mà anh chị cũng nhận được luôn. Thì mọi người mỗi người chia sẻ một cái chia sẻ đi. Mời anh Trần Thăng Long đúng không? Ok, mời anh Trần Thăng Long BSC. Em chắc chắn mời được anh Trần Thăng Long BSC luôn. Chắc chắn là chuyện như đó, em mời được anh Trần Thăng Long cho anh chị. Để đợt nào anh Trần Thăng Long à. Mời anh Trần Thăng Long ở Hà Nội thì chắc chắn là sẽ dễ rồi. Còn vào Hồ Chí Minh thì phải chờ đợt nào anh đi công tác Hồ Chí Minh, em sẽ mời anh Trần Thăng Long. Ok, có anh Trần Thăng Long BC cho anh chị. Hả? 28 chia sẻ rồi. Mỗi người nhận cho em một chia sẻ đi, em nói tiếp. 30 chia sẻ rồi, quá nhiều luôn. 50 chia sẻ nha. Hôm nay 50 chia sẻ. Theo cái như dự định của em thì Hòa Phát khá là mạnh. Hòa Phát khá là mạnh. Hòa Phát khá là mạnh nè. Công Thương khá là mạnh nè. Lực cầu vào Hòa Phát và Công Thương C2 khá là tốt. PVD thì khỏi nói rồi. Cái này PVD có nhà tạo lập tốt. PVD có nhà tạo lập tốt nè. PBS có nhà tạo lập tốt nè. Có
BIDV có nhà tạo lập tốt nè, Bagona có nhà tạo lập cũng tốt nè. À chị Vân, chị Ngân làm taxi luôn rồi. Taxi luôn rồi chị ạ. Phần đầu đi taxi cho. Hồi trước đó là phòng mình đó là có taxi. Em thử nhận định một cổ phiếu thôi xem như thế nào nha anh chị. Anh chị muốn nhận định cổ phiếu nào ạ? Em nói cả về cơ bản và cả về kỹ thuật. Cả cơ bản về cả kỹ thuật, anh chị muốn nhận định cổ phiếu nào em nhận định cho ạ? Em sẽ nhận định cổ phiếu đó cho anh chị. Anh chị gõ vào dưới đây nhận định cổ phiếu nào. Cổ phiếu cơ bản nhá. Trong cái danh sách 30 cổ phiếu ngày hôm qua của em gửi anh chị á. Đây này anh chị này, 30 cổ phiếu này này. Cái danh sách ngày hôm qua, video chiều qua à. Đây anh chị. Đây ạ, 30 cổ phiếu này đây ạ. Anh chị muốn nhận định cổ phiếu nào ạ? Ồ, Sacom Real cũng tốt nữa này, Sacom Real tốt, tích cực. Em nhận định về cổ phiếu hồi nãy cái hình em đăng hồi nãy á. Tự đi anh ơi. Anh. Anh chị biết không? Với như rất nhiều người á sẽ nhìn thấy hai cái cổ phiếu, ba cổ phiếu là Cotecom, MWG là rất là cao. Nhưng ở góc nhìn của em thì em chẳng thấy nó cao thế nào cả, sao mọi người cứ nghĩ nó cao ta? Em thấy cái cổ phiếu này giá nó rẻ này, nếu mà theo ý của mọi người á, con OGC á, giá nó 1.44 á, cổ phiếu nó rẻ kinh luôn. em đùa đấy, nhưng mà thực tế là rẻ thì không phải là cái giá nó bao nhiêu là rẻ, mà là cái các cái việc làm ăn kinh doanh là những cái thì Cotecom á, tôi thấy Cotecom á có khi nó lên 250 luôn anh chị. Một nguồn tin đáng tin cậy em cho thấy cho rằng là Cotecom khả năng sẽ chia đôi nó ra. Anh chị nhớ ngày xưa Vinamilk không? Cứ lâu lâu Vinamilk nó chia 21 này, chia 11 này. Sau đấy nó chia cổ tức đều như bát chanh nhé. Giá của nó bây giờ cũng chỉ 130 thôi, nhưng mà nếu mà để cái giá mà gọi là bây giờ 2 triệu một cổ phiếu á, chắc anh chị giật mình quá. 10 năm vừa rồi mà Vinamilk mà không chia nhá. Ví dụ như Vinamilk không chia một đồng nào hết, không chia cổ phiếu thưởng luôn, thì giá của Vinamilk bây giờ là khoảng tầm 2.3 triệu, 200 mấy chục ngàn á. Thế thì nếu mà nhìn thấy cái giá 2.100.000 một cổ phiếu vậy, chắc là cả nhà phải bày bảo nó to à, cái gì nó cao lắm ấy nhỉ, đúng không cả nhà? Mạng láp không anh chị? Mạng hơi láp à? Thị trường xanh rồi kìa. Thế nên là những người mà lúc nãy mà có thắt dây an toàn á thì vẫn ngồi im trên tàu, còn có hạng rất nhiều những người bị tàu nó lắc rơi hết rồi. Công Thương mạnh nhất, đúng rồi, Công Thương mạnh nhất. Hòa Phát mạnh, ga lên xanh luôn. Hòa Phát khá là mạnh đấy anh chị. Nói vậy thôi chứ Hòa Phát mà nó sẵn sàng nó đắp cả mấy trăm ngàn này, hôm nay khớp 4 triệu này thì mạnh phết, khá là mạnh. Công Thương lên 57-18 luôn. Công Thương 20 anh chị. Hoặc là 20 anh chị. Chỉ cần Vinamilk tham chiếu và Vietcombank tham chiếu thôi thì anh chị sẽ thấy là sức mạnh của thị trường nó khá. Vừa rồi nó lắc quá hay phết, nó lắc quá đấy, rất là hay. Con gát á anh chị, con gát thì nha, để em nhìn cổ phiếu gát cho anh chị xem, như là cái bốn phiên liên tục, phiên đầu tiên gát khớp là 2.4 triệu, 2.5 triệu đi.
Với lại mỗi phiên gần đây là 700 là 1 triệu tư, nữa là 2 triệu tư với 1 triệu tư là 4 triệu rồi. 4 triệu với hôm nay khớp 1 triệu nữa, à 5 triệu rồi. 18 triệu cổ phiếu ESOP, nhưng mà 10 triệu cổ phiếu là cán bộ công nhân viên cao cấp gần như không bán. Chỉ có 8 triệu bán ra thôi. 8 triệu bán ra thì trước đó đã mượn của công ty chứng khoán bán ra trước khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Thì 8 triệu trừ 2 triệu rưỡi còn lại khoảng tầm 5 triệu rưỡi thôi anh chị. 5 triệu rưỡi mà hôm nay là 4 triệu rồi, em đảm bảo với anh chị luôn, hết phiên ngày mai thì cổ phiếu gas tăng. Chắc luôn. Chắc đấy, cái này chắc đấy. Nó bị áp lực của cái cổ phiếu ESOP, nhưng mà có nhiều người là người ta được phát hành ESOP, người ta chưa chắc người ta đã bán. Nên là gas hôm nay cuối phiên nếu mà nó kéo xanh nha, 59.2, 59.3, 59.4 đi. Ví dụ 59.4 cuối phiên đi. Đúng không? 59.4 cuối phiên mà gas. Với lại Vinamilk á, Vinamilk thì tàu đón khách đã sắp đầy ở đấy. Anh chị nếu mà vui á, chịu khó mà để thấy Vinamilk về cộng dùng cho em cái cục mà bán lâu nay bạn mua bán dòng á của F&N á. Thì anh chị sẽ thấy là F&N nó mua cũng khá rồi đấy. Nói chung là đập làm sao được, đập khó lắm. Có người bảo là em mua Vinamilk vào bị đập thế nào được. Em mua Vinamilk em giữ đến ngàn thu luôn mà. Sao mà đập được? Tài khoản 100% tiền để đấy đến ngàn thu thì đập thế nào? Đúng không anh chị? Nếu như em dự báo không nhầm á thì để em xem lại biểu đồ giá dầu một lần cuối. Thì giá dầu sẽ vượt 54 đô la Mỹ một thùng trong vòng 3 phiên tới. Nếu em không nhầm. Bởi vì em cũng dùng cái Ichimoku thôi. Ý gần Ichimoku á. Nó không thể giảm được bởi vì đơn giản là giá dầu đang nằm ở trên mây mà nó lại mây hỗ trợ, nó vừa chạm mây luôn. Em không biết, em phân tích này là bởi vì giá dầu không có phân tích cơ bản. Nhưng mà nhìn thấy dấu hiệu của câu chuyện là nó khó giảm lắm. Nên là đó cũng là lý do tại sao mà cái nhà tạo lập chơi múc rất là mạnh vào VPS với BBD. Có một cái thứ mà chị... Alo. Có một thứ anh chị để ý này này. Anh mình là nhỏ lẻ mà. Mình là các nhà đầu tư nhỏ lẻ nên mình phải để ý một thứ này này. Không phải là người ta thừa tiền. Rất các nhà tạo lập người ta không thừa tiền để người ta bỏ, người ta mua vào với cái khối lượng rất là lớn. Rất là lớn BBD với BBS. Người ta phải có kỳ vọng như thế nào? Hay là cái đợt trước em dự báo, trước khi em dự báo ngành dầu khí thì em lại dự báo cái ngành ngân hàng ở cái tháng cuối tháng 12, anh chị nhớ không? Thì không phải những nhà tạo lập người ta bị sao mà người ta lại mua vào với khối lượng lớn của các cổ phiếu ngành ngân hàng. Anh chị nhớ trước khi mà ngành ngân hàng tăng có BIDV á, có những phiên mà tăng khối lượng thanh khoản rất là cao á, và có những cái phiên mà tự dưng rất là mạnh, đống đắp đống á. Nhớ cái đợt đó không? Nhớ cái đợt mà khoảng tầm 27, 28, 29 tháng 12 á, có rất nhiều phiên gọi là bất thình lình của BIDV. Thì ở đây cái ngành dầu khí cũng vậy. Phiên hôm qua là cái phiên bất thình lình của BBD và BVS. Đúng không? Anh chị để ý cái vụ đó. Vẫn chưa đủ 50 chia sẻ, anh chị chia sẻ cho em thêm đi. Hôm nay thì chắc chắn là với cái lượng chia sẻ này thì em xin anh chị là khoảng tầm 300 like rồi. 300 like là chắc rồi. 300 like anh chị. À, còn ai chưa like không ạ? 150 người đang xem này thì chắc là mỗi người cho một cái like đi. 150 người, 138 người đang xem thì chắc mỗi người cho em cái like là nó thành 300 like ngay. Nói chung là em là ăn xin mà, ăn xin có điều kiện á, cứ xin hết chia sẻ xong đấy xin like. Nói chuyện mà cứ toàn đi ăn xin thế này chắc cũng vui phết đấy. Xin like xong đấy xin chia sẻ like. Uống cà phê cũng ngồi nói chuyện được, ở công ty em cũng thế. Nhưng mà hôm nay em chỉ like đến tận 2:30 thôi nha, bởi vì cái phiên cuối em phải đặt lệnh 10 giờ rồi, em quên mấy phiên đặt lệnh, khách hàng nó chửi quá trời, anh chị bù cho em bằng một cái like đi ạ. Thật mà bữa em đang ngồi nói chuyện em hào hứng quá, em vui quá, em nói chuyện quên bén mất đặt lệnh, sau cuối cùng bị chửi quá trời luôn, anh chị bù cho em một cái like đi. Bù cái vụ bị chửi một cái like được đấy. Không có đâu, nhiều người coi mà không like lắm, em ngại lắm, gần 3.000 người xem mà chưa được nổi 3 cái trang, 3, 3,
Cái video ngày hôm qua nhá, video ngày hôm qua của em được khoảng tầm 3.000 lượt xem, 2.800 lượt xem, mà có mỗi 190 cái like, mà em chuyên môn đi lai dạo mà sao mọi người like cho em có 190 cái thôi. Em xin 300 cái like. Nói chung là có nhiều người like với nhiều người chia sẻ, nó vui vẻ cho mình làm nó cũng vui nữa. Chứ được cha làm ba cái trò này nó chửi em suốt chứ gì được lợi ích gì đâu. Nhiều đứa mà nó giỏi tài chính nó bảo thằng này bị khùng, nhưng mà cũng được, không sao, yêu nghề thì khùng tí không sao. Hôm nay được 36 cái chia sẻ rồi, 114 cái like rồi. Bình luận thì hà xô xanh rồi, xanh rồi. Thị trường xanh mạnh nữa, là tí nữa nó xanh mạnh cho anh chị coi. Vinamilk nó kéo mạnh, gas nó kéo mạnh, nó xanh mạnh cho anh chị coi. Sabeco nữa kìa, Sabeco tí nữa nó kéo cho khoảng 3 điểm, thị trường xanh mạnh luôn. Sabeco 209 á, em có nói một cái video trong cái nhóm kín á, trong cái nhóm mà nhóm Mạnh Thường Quân á, nhóm MTQ á, là nó đã là test 209. Thì bây giờ nó cứ bò nó lên à? Nó bò lên giết là 220 là chắc. Chắc thế mà anh chị. Vinamilk hôm nay thanh khoản thấp lắm. Có một cái đặc điểm những cổ phiếu mà mạnh á, là khi mà đi lên á thì không nói, nhưng đi xuống á thì thanh khoản nó sẽ thấp. Thanh khoản nó sẽ thấp, anh chị có để ý như thế. Những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mạnh, mạnh là khi mà đi xuống á, giá giảm á thì thanh khoản sẽ giảm. Thật đấy anh chị ạ, để ý những con đó. FPT cũng hay lắm. À, thôi thì bây giờ em nói FPT đi. Em nói FPT với anh chị nhá. FPT á, từ trước tới nay á thì nó rất là trì, nó không bao giờ vượt qua 45. Nhưng mà lần này là lần mà em sẽ dự báo với anh chị rằng là sẽ không còn cái giá 45 trong năm 2017 nữa. Cái này nó có lý do của nó. Nó có lý do của nó anh chị ạ. Bởi vì ngày xưa lên á, có một thời mà nó lên quá 45, đó là mùa hôm 28 tháng 9 năm 2016 á, em còn nhớ chính xác luôn, nó giá là 48.5 á. Nhưng mà nó chưa thể hiện cái kết quả kinh doanh cụ thể. Nhưng năm 2017 vừa ra cái vừa rồi đây, nó mới báo cáo trên cà phê F có cái kết quả kinh doanh của nó rất là tốt, tích cực. Ngành công nghệ thông tin nó sẽ là ngành đồng hành với lại kinh tế, ngành kinh tế càng phát triển, thông tin càng phát triển. Và đặc biệt cái nổi bật của FPT á, là có một cái phần lợi nhuận là FPT Telecom. Cái phần phát triển ở thị trường thế giới của nó rất là tốt. Em có 4 thằng bạn làm FPT luôn, phát triển thị trường thế giới cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt là mấy thị trường gồm Lào, Campuchia. Vừa rồi nó đi Bangladesh với là một số thị trường nữa. Hiện thứ hai nữa là cái mảng mà gia công phần mềm của nó cực kỳ tốt. Gia công phần mềm tức là nó nhận lại các gói dự án của thằng Mỹ và của Nhật, là của Nhật. Người Nhật nó rất thích thuê người Việt Nam, thậm chí thích hơn là thuê người Ấn luôn. Nhưng mà công nghệ cao thì Ấn nó vẫn nhận được những dự án lớn hơn Việt Nam, thì sau đấy nó thuê lại người Việt Nam. Thì hiện tại bây giờ FPT nhận được 3 cái đối tác lớn, đó là của Nhật, của Ấn Độ và của Mỹ. Thực ra thì một số nhân viên mà ở Đà Nẵng á thì thuê với chi phí nhân công thấp, nhưng họ làm gần như góc độ là quản lý về con người là FPT quản lý, nhưng quản lý về công nghệ và quản lý về các cái công việc á thì chính từ cái đối tác từ Nhật hoặc là từ Mỹ nó quản lý trực tiếp. Vì vậy nên là khi thuê một nhân công, có một cái món ăn mà tức là gọi là có lợi nhuận mà ít khi mà người FPT nói tới á, đó là cái món là nhận được cái gói phần mềm chi phí lương cho cán bộ công nhân viên với cái mức khoảng tầm trên dưới 1.000, nhưng mà thuê lại. Mà đặc biệt tại sao cái lượng mà gọi là kỹ sư IT ở Đà Nẵng nhiều nhất, bởi vì ở Đà Nẵng chi phí lương thấp nhất nên là kỹ sư IT ở Đà Nẵng là nhiều nhất, mà ở mức sống ở Đà Nẵng cũng rất là tốt. Vì vậy nên em có được biết là cái trung tâm phần mềm ở Đà Nẵng á cực kỳ lớn. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là nó có thêm một cái mảng là cũng cạnh tranh lắm, là mảng bán. Thì năm nay cái kết quả kinh doanh, em nhìn thấy kết quả kinh doanh xác nhận của FPT luôn, là hôm qua cà phê F có đăng rồi. FPT cái này em dự báo trước thôi nha, em dự báo trước một tháng á, thì khả năng cao là cái giá 45 sẽ không còn tồn tại năm 2017 nữa. Còn nó lên đến bao nhiêu thì em không biết, nhưng mà ngày hôm qua là FPT có báo cáo kết quả kinh doanh và đặt mục tiêu năm 2017 là tăng 13%. Thực ra mức tăng này không cao, nhưng mà nó cũng là một cái dấu hiệu của câu chuyện là tăng trưởng của FPT đang quay trở lại.
Đợi em chút ạ. Chờ em một chút, em có một cuộc điện thoại gì đó. Không có gì anh chị. Ok, nhân viên ga mới đăng thông tin bán cổ từ ngày 16 tháng 2 kìa bác Thắng ơi. Bán cổ từ 16 tháng 2, thế mấy hôm nay ai bán ạ? À? Hỏi các bác là hôm nay ai bán ạ? À? Chắc cái này là nó lấy đâu cổ phiếu nó bán lắm thế ạ? À? Bởi vì em biết được rằng là GAT á, thưa với các anh chị là GAT á, ở ngoài á, có 77 triệu cổ phiếu thôi. Trong khi đó thằng DC nó khóa mất đống rồi. 96% cổ phiếu của GAT là do tập đoàn Điều Khí nắm. Có mỗi 4% là lỏng bên ngoài thôi, 4% nhân với khối lượng cổ phiếu hiện tại á, nó có 77 triệu thôi. Trong khi đó quỹ đầu tư là DC á, Dragon Capital Fund á, đóng rồi. Vậy là cái cổ phiếu vừa rồi lại bán. Em nghĩ là một là các công ty chứng khoán cho các cán bộ công nhân viên mượn hàng bán trước. Định tính ép xuống mua lại, nhưng cái trò này á, xưa lắm rồi, xưa như diễm rồi. Trò chơi này xưa như diễm rồi, những đơn vị nào bán thì coi chừng. Nó thật là nó công khai luôn á, chuyện đó là chuyện có thật. Trên thị trường này nó ảo diệu lắm, nó có chuyện là cho mượn hàng bán trước. Nhưng mà bán cái gì chứ bán gát ra coi chừng. Nhiều đơn vị có cái câu chuyện làm chuyện đó. Thứ hai nữa là khối lượng cái gì em thấy ghê gớm, như khối lượng gát á không nhiều đâu. Ở ngoài không nhiều đâu anh chị. Thế là thế, em biết thế. Nên là không có lo. Thị trường này thì chỉ có Hòa Phát mạnh thôi. CTG với Hòa Phát là mạnh, quá mạnh luôn, nhưng mà là mạnh thường. Với thị trường này mà CTG với Hòa Phát tăng như điên thế này, ngay là CTG thì thôi luôn. Em nói có sai đâu, sáng sớm có một cái video em nói là và PBS đó, PBS với BVD có nhà tạo lập tốt mà. Ok, em dừng trực tiếp ở đây ạ. À, anh chị để lại cho em một cái thông tin cần tham khảo ạ. Ơi, em dừng trực tiếp ở đây nhá. Em dừng trực tiếp ở đây. Khớp anh. Ủa? 13.47 khớp 100 nghìn phải không? Không, lâu rồi. Lâu rồi. Thấy 14 giờ 03 khớp 50 nghìn. Đặt lệnh một chút, em đừng tiếp đây, đặt lệnh một chút ạ. Anh chị làm thủ tục hành chính like cho em nhé, like, chia sẻ. Nếu muốn tìm lại các video á, thì anh chị gọi từ trực tiếp chứng khoán. Thấy cái video là của em á. Dạ. Yeah.